cả nhà nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì anh Trọng đi núi về cả nhà. Không dài lâu quá không gặp tía. Con còn màu hoàng cả nhà. Hai ngày được con. Mà xanh luôn. Nói chung thì làm nghề bà cậu mà lúc chúng phát cả nhà. Hôm nay thì bốn anh em mình sẽ đi ra vườn thả câu, nhưng mà mình thả mớ rồi cả nhà. Còn mới mình sẽ chạy xuống hầm của anh Sang mình thả nha. Giờ bố anh em bắt đầu thả câu nha cả nhà. Ừ, cầm cái dài của em không? Cầm dài 2 thước rưỡi. Dây này 2 thước rưỡi hả kìa. Chút em xuống hầm anh Sang em thả. Màu gì bữa nay thả màu gì nha? Màu lóc nói. Cá lóc nói ha. Màu này là thứ gì nó cũng ăn được hết á. Phải không? Cá chê, cá lóc, cá lóc lươn. À. Ra mương vườn. Nè, thả mấy em. Mé đầu mương này cả nhà. Thả ngay gốc cây coi. Xài cà khịa năm nay thất rồi cả nhà ơi. Đen xì hết trơn rồi. Một trái nè. Hai trái. Bốn trái, năm trái, sáu trái. Năm nay nói chung là không có giá nên anh cũng không có chăm sóc. Rồi thôi mình nghỉ năm, mình dưỡng cho cây xài nó nghỉ ngơi luôn cả nhà. Chứ làm mỗi năm cây xài nó mau mất sức lắm. Đây. Cây gầy. Cái bài cũ đúng không? Bài cũ hồi xưa hồi đó đi thả câu cũng vậy đó. À. Mà để anh bảo này đây. Như này ơi. Anh bảo nó ơi, anh thả anh. Mình để cái cục mồi lên cái cục sình á. À. Để cục mồi lên cục sình mình vừa nắng ha. Thì cục sình nó ấy. Làm vậy thì cục mồi nó không có nó không bị đóng bệnh. Ừ. Dính lương khủng ơi. Nhí rồi. Nhí anh Trọng mạnh á. Đây. Đây. Thả màu này khỏi canh nước. Khỏi canh. Ừ, dí ra được hết. Để xuống, để nhẹ xuống. Đây nè, cần cầm rồi. Đó cần lắm phải không? Sao ở để xuống hầm á, mấy cái nào dài để xuống hầm á. Ừ, mấy cái cần dài để ngồi xuống hầm hả? Cái gì vậy? Không còn mưa nữa à? Dạ, mấy đậu lỗ mồi vậy. Ừ. Anh Trầm với anh Trọng thả mấy cái lỗ mồi. Mấy cái lỗ mồi này mình kích mấy con cá lóc với lươn rồi. Ừ. Ấm à. Chà. Đúc vô chậm luôn. Đổ bự không kìa. Bự chứ đó. Lòng hồi này nó thông qua một cái clip luôn á. Thông qua clip này luôn hả? Ừ. Qua mương phèn bên kia luôn hả? Ừ, ồ, ngon á. Sao hay ổng anh? Bên đây ngắm mình nè. Ừ. Đây, đây, để qua. Cho mọi người thông ngon. Đấm vào mình. Thông qua đây luôn hả kìa. Thông qua đây luôn hả. Dạ. Ngon nè. Đập quay cái lỗ này. Nè, có gì mà mỏ trong này nữa nè. Có ốc không? Trời ơi, dễ gì. Nếu có ốc như cái này chắc con lươn chắc bằng cây dừa quá. Con lòng mỏ bự hơn cái hang cá ngát đó mà. Lâu lắm rồi không ăn cá ngát. Cái cá chai này nếu mà ăn lươn bự ăn nó đôi lúc đi xong. Ừ. Đậu mọi này cũng xiên cái bờ này. Ờ, xiên cái này luôn nè. Đậu mọi này xiên từ mấy mương bên đây qua tới mấy mương bên đây luôn rồi cả nhà. Thì mấy cái mọi này nè, mình mấy cái bờ cơi cũng vậy nữa. Ừ. Ngoài sông mà nó xì vô trong á. Là dưới miền Tây người ta hay kêu bà cái lỗ mồi. Trong ổ cực nó rộng rình.
Rồi buông đấy, buông đấy. Đó, cọng dây dài á. Thả mấy cái lỗ mồi này mình lấy mấy cọng dây dài khoảng tầm mét mấy, 2 mét nha cả nhà. Cái này cậu vô luôn. Dạ xuống hầm anh Sang ha. Xuống hầm Sang. Đây. Anh em mình tới hầm của anh Sang rồi nha cả nhà. Chú hầm đang vớt ốc. Anh đang vớt ốc. Thả câu vòng vòng đi lại coi ảnh vớt ốc chơi. Anh cộng xuống cái lỗ mồi này nè. Lỗ mồi này thì tháng trước anh em mình thả sẩy. Sâu dữ lắm chồng ơi. Ừ, bữa lá nó sẩy nữa đó. Ồ, cái cây động nó còn lợi mau. Bữa nay thiết kế cái cần này cộng dây tới 2 thước rưỡi rồi. Trời, tới nóc luôn à. Chưa tới nữa. Chưa tới đốc phải không? Thả đại từ từ xuống. Cộng dây dài này hồi nãy anh cầm làm cho phim. Chủ yếu là xuống cái lỗ mồi này nè. Này xuống hầm thì xài nó bự hết rồi. Thì cái này đã tiễn rồi. Một chùm này chừa lại 1 trái 2 trái thôi nó mau lớn. Lúc trước một chùm nó tới 6-7 trái rồi. Cái xài mà nó bóng vậy nè. Da thẳng nó bóng vậy nè. Rồi cái xài đang phát. Tốt. Đó. Chùm này dưỡng lại 1 trái. Này 2 trái. Xài nó bự hết. Anh em đang cắm này, dòng ao à. Tơ chứ. Tơ trứng nó còn chưa bự không ha. Cái tháng 11 nó mới đủ sức. À. Này có gì khác không vậy anh? Hử? Này mình đi vô đây có gì khác không? Chuồng anh có cái dầm hả? Không biết chưa? Hả? Không biết chưa hả? Để nhìn xung quanh coi. Có dầm đó. Có dầm hay gì? Này không gì khác nha. Không. Trời ơi, chết luôn anh ơi. Làm sao? Nghe không? Hai anh em tối đi sợ tối thấy đường gắn với đèn thấy không? À. Đây phải không? Đó mấy cái đèn năng lượng mặt trời nè. Đâu? À ngay góc này phải không? À. Bốn cây. Ba cây. Nãy giờ mới xuống lo nhìn anh vớt ốc không à, không để ý nữa. Gốc cây này 3 ổ. Có con ốc đang lên nó đẻ nữa kìa. Bên đây ngổ nữa. Thấy vậy chứ mình gom nó phức á cả nhà. Ngày vậy anh Sang anh vớt khoảng tầm từ 80 ổ tới 100 ổ ha. Mô hình nuôi ốc bu đen. 8 giờ ngoài 9 giờ mình đi thăm. Ừ. 8 ngoài ha. Hẹn cả nhà 8 giờ tối mấy anh em mình sẽ đi thăm câu nha. Dạ nên mình đi về nha. Có con vuông. Trời chuyển đám mưa rồi. Chỗ gì kìa? Ừ, cá nhái à. Thăm câu buổi tối. Rồi. Dưới nào? Gì vậy? Câu vô lúc trong thẳng này kìa ơi. Ê cái gì vậy nhí ơi? Cái gì vậy nhí kìa? Lôi qua ra ngoài luôn rồi kìa nhí ơi. Ừ. Con giấy đây chiều dài mà. Ô con giấy này dài lắm. Anh bỏ bên đây mà sao nó qua đây nè. Ừ. Nè bỏ đây nè. Thì có ăn nó mới lôi. Lúc vô bờ luôn rồi vậy. Đâu rồi? Ừ. Vuột cái gì rồi? Nhẹ nhẹ thôi. Chưa hết dây đâu. Dễ dãi lắm. Rồi đó nó vậy đó. Rồi vô cái gì dùng bao rồi. Nó lâu ra đây nè anh. Vô rồi. Lương. Cũng vậy. Ủa giờ lương. Bởi vậy nó cái gốc cây nè. Thả lại. Thả lại đi. Sáng thăm. Cũng vô trời.
Cái lớn này nè. Mình đang bán cái máy nha. Cục đất em còn nữa nè, bông hớ nè. Bên đây mà lò qua tới đây luôn ha. Qua đây. Đó, bụng miệng nó ngậm lên. Con trọng qua mưa hả? Nói không? Anh thả ở trong mà. Anh thả hả? Trong bờ mà. Cái nhà đó rồi, ừ, chắc lâu rồi. Ừ, chị em chồng anh thả trong đó mà. Dính không đây. Anh lâu như bữa hổm. Ừ, đúng vậy. Lúng đó. Có không? Cái vợt nè. Có. Nè. Còn không? Đầu rồi lúng, từ từ. Đâu đó, con nhỉ? Đó, giữa, trời ơi, hai con luôn. Hai con gì? Cái dừa mỏ nữa. Ồ, cá lóc hả? Trời ơi, con cá lóc với cái dừa. Không xúc. Có lý. Trời ơi. Này, mấy cảnh gỡ câu này quay xa xa nha cả nhà. Nút luôn hả vậy? Nút xong rồi. Nút chấm. Rộng lên. Coi nhé. Đây. Một em có lý quấn câu giục lại không? Hay ha. Đây cũng sảy nữa rồi chứ. Đây phải dính lương. Cộng phải lương với cái kia. Em con thì dính em cũng khoái nha. Ừ, có dính là khoái à. Thì nãy giờ mình đi lôi hoài đó, có dính này lâu dữ hơn kìa. Đâu từ từ nha. Ừ, nhổng khô câu rồi. Tôi tìm lương rồi nhí ơi. Không coi nhí. Kìa, nó ăn qua bản đó nhí. Không dây lúc bản không kìa. Không dây lúc bản đó. Đó. Y con cá lóc cho nó đưa vào. Ừ, coi kìa, cá lóc kìa. Nó lôi kìa. Lúa cái đầu kìa. Cộng dây đâu, khoan, nằm theo cộng dây nó chút. Đó, trời ơi, quá rồi anh Trọng ơi. Giật đóng bãi hèm luôn. Nó giật bãi hèm chứ nó giật con cá lóc vậy. Quấn. Rồi lên lên Trọng ơi. Giật nó được. Lên. Cái gì anh? Bãi hèm nặng hơn con cá lóc. Ồ, con cá lóc ngủ. Cá lóc hợp nè. Mình xe đi em. Rồi, chị Trang. Quá này gỡ rồi nè em. Nó xúc. Con cá lóc không nhiêu mà bãi hèm bên đây em. À. Mồi nó đâu anh Trầm? Mồi anh bỏ rộng á. Hút lại, hút thả lại. Sâu quá. Hả? Sâu quá. Nút sâu hả? Sâu để đó đi anh. Sâu tháo lử luôn đi. Sâu không được thôi. Đây không? Được chưa? Đó, coi đây. Ồ, con cá mồi. Ồ, cá uống mềm. Lập ăn cá cua tía. Hai em. Cái phao thả lại. Tối nước lớn vô. Ừ. Mà chịu thả nước nhiều với tối này nó tối ra quá rồi. Cái em ru vậy? Nó mỏi em ru hả? Ừ. Qua phải. Giật câu thử coi. Nhá thử coi. Dây dùng bắn. Hết rồi, sao đâu ra? Còn mồi. Vậy vậy? Nhắc đi, nhắc đi. Nước dòng nó trôi ra. Nước chảy quá. Ừ. Nó chảy nữa. Thì em nhét vô nè. Đây phao đúng không? Ừ. Nè, con dí à. Ừ. Ê. Thẳng dí vậy. Thẳng dí, từ từ nha. Thò tay vô luôn dí. Rồi vô. Nặng không nhé. Sảy đi. Rồi hết không? Sảy à. Cái cục nổi chút. Lương cái gì? Ừ. Mồi rồi. Ừ. Hai nhắn. Có cầm mồi không? Mồi không anh. Mồi trong cái giọng đựng cá lóc á. Hai nhắn. Trẻ hai hàng hả? Ừ. Chắc lương. Ừ. Móc mồi cắm ra nha.
Chai đâu kìa? Ủa cái chai đó tiêu vậy? Chai đâu? Để cái chai vô luôn nha. Đâu vậy? Ngon lành. Ủa kìa? Ai biết? Ê này anh ơi, cái đít chai nè. Ê ê, nè. Nè. Nó lâu vô luôn rồi kìa. Ủa chai vậy mà khoái lỗ bộ bự đi luôn. Em già cái chị ơi. Ê, có giật không? Nghe thế à? Ừ, có không? Ê, có. Cái góc này chắc ăn lâu rồi. Thấy kéo ra ngày nhiều ha. Ừ. Nhỏ quá. Nhỏ. Ui, cũng chậm vậy anh ơi. Ủa con cá cái bụng. Muốn ngẫm luôn. Ui. Ừ phải hả? Nuốt sâu. Nuốt sâu quá. Còn sống ơi. Thôi còn sống, còn sống. Rồi. Cô lý. Ở kia. Lít trong rồi. Ăn quá sâu. Ừ. Đâu? Trời ơi. Còn sống. Im. Vô. Tưởng nó ngủ không chứ. Rồi. Bà con. Thả lại đi. Thả lại. Thả xuống hầm sang ha. Vườn nhà được ba con thấy ngon rồi đó. Nhảy xuống dưới mình được chừng cỡ hai con nữa thôi ha. Vườn dưới hai con cũng có tương lai rồi nha. Cái hầm đó. Đi lương ngon. Ừ, hay sẽ mấy cần. Xuống hầm sang thăm cả nhà. Đổ mộ thì sao rồi bồ? Không dính à? Thả đại lại đi. Giá cần này nè. Không thấy nhõng đít chứ. Không dính à? Dính lại nhõng đít. Chà. Sao vậy? Từng con chọn rượu. Hát luôn hả? Dạ thôi. Coi coi. Coi hát cái đậu nó coi vô à. Có mồi không Nhi? Thấy giờ anh móc lại kìa. Lương. Cái gì? Con lương. Đâu? Cái nhỏ thôi. Đúng không? Mẹ lương nè. Mẹ. Ừ. Trời ơi, cái khỉ kìa. Chứ nhỏ gì? Ơi, con lương này cũng được. Bự. Ừ. Lương còn không biết hết trời. Ừ, nó quấn cái cục bèo cũng nhắc cái cây nữa. Rồi vậy, nút lưỡi luôn hay gì? Ừ, lưỡi nằm ngoài. Nằm ngoài hả? Chào ở nhà nha. Khoái cười. Nhí. Không để đại đi, để đại. Vô gặm luôn đi. Nó sảy không? Gặm hả đâu gặm, để nghĩ nha. Không có. Im im. Im. Nóng chưa? Nóng đít không nhé? Không dính. Không dính à? Luôn hả? Mồi con. Ba con cá lóc. Ngon quá. Con này nó ốm hơn là con ấy nữa. Nó ốm mới đầu trời già rồi. Không ăn đi. Giờ anh em mình sẽ gọng đó. Để ngày mai mình đi thăm một bữa nữa. Coi có dính hay không rồi mình sẽ làm món ăn. Hẹn gặp lại cả nhà ngày mai nha. Sáng thăm mấy cái cần thì chất quất. Cá lôi cái gì vậy? Cá lôi rồi. Ăn cái lôi luôn. Nó đi nữa rồi. Đây nè. Dính nè. Đó. Ủa sao vậy? Ủa con cá chê. Cá chê bự lắm nhí vô. Kìa nó lôi ra ngoài đó rồi kìa. Trời. Sâu lắm. Sâu mà, lấy cái điện thoại lên đây. Lấy điện thoại ra chưa? Rồi. Kìa, nó điện thoại ra ngoài luôn kìa. Điện thoại bay. Xuống luôn đi. Còn thấy nó ra lúc rồi đó luôn. Chị. Kìa ra đó kìa, ra ngoài rồi. Nè, sao rồi? Kìa, có coi. Sức cái gì vậy? Nãy nó còn quậy. Sức, còn. Còn. Đó, nhất.
Nãy con quậy mà. Ủa con ơi, giật ở ngoài con dây dài lắm. Mấy con dây dài lắm. Đừng có la nó, nó quýu kìa. Nó tưởng nó quýu dũng chân rồi. Đó, con đó, đó, lo kìa. Cái kỹ không? Cá bự rồi. Sâu xuống nữa. Sâu xuống nữa. Rồi. Cá bự hả? Cá bự. Kỳ nặng lắm. Kỳ nặng lắm hả? Khoan như nó lên chậm. Đó lên này, đây nè. Ôi. Ô cá chê chà bá luôn. Trâu luôn. Cỡ ký á mà. Vô mảnh này. Sao mà cá bự dữ vậy ta? Sao? Trúng mánh anh Trọng rồi. Rồi của anh Trọng nè. Con này cỡ ký à? Không tới đâu, cỡ ký trong. Không, con này bự anh chị ơi. Nó mập, nó mập, nó cục đòn mà nó mập. Chứ đâu có cho ăn đâu, mập dữ trời. Ăn ốc nè. Trời ơi. Đại đi về gỡ luôn. Con cá nè. Quá đà. Lương rồi. Đúng rồi. Lương ăn phia. Nhưng mà hôm đi thăm. Hôm nước vô á. Nước vô nó mới ăn. Con này về muối sơ ớt phơi khô luôn. Năm con diễn qua dính 4 con ký. Con nhớt. Chúng nhớt nhiều. Bà khai quá ha. Có ông ống chúng ba con. Bà khai à. Bà con chú nhắc luôn. Rồi cái ống mà ống nó lôi ra ngoài luôn nè. Thử dạt sẵn nha. Sẵn chiếc ốc cũng đẻ. Trắng hầm mấy răng. Mấy đồ vậy? Đồ, không biết có dính không nha. Gồ sảy à. Ê, còn mồi mà. Cá gì, sợ cá gì lôi á. Cá gì lôi vậy á. Đây có hai ngốc đang đẻ nè cả nhà. Cái con bên đây là nó đang đẻ luôn. Còn bên đây có trứng. Để sắp xong rồi. Thấy cưng thì chứ. Xài đợt này còn ngon nè anh chị. Xài cái tốp này còn ngon nè. Mấy tốp sau này em thấy không tốt bằng cái tốp này. Đang xì. Cái bàn không à, mặt mày da gì ghẻ sần. Ta chảnh đó, nó ta chảnh kìa. Một cái mà thấy hết biết rồi. Đâu lớn rồi sần. Còn hơn là cái mặt nguyên trái là nó gì không nè. Cái này đạt rồi. Cái này thì đạt rồi. Cái này là đợt trước nó ngon. Cái này bọc luôn anh Sang. Vô bọc luôn ha. Cái này bọc quả lọc á. Cái này chất quả lọc hả? Da vườn nha cả nhà. Còn à, 7-8 ống ở ngoài vườn. Vô lùm nữa rồi anh ơi. Vô lùm nữa rồi anh ơi. Đâu rồi anh? Bài giống hôm có gì vậy anh? Vô lùm nữa rồi kìa. Dính gì nữa kì. Nó bảy rồi hôm nữa. Còn thẳng dây không kìa? Còn nè, thẳng nè. Đó. Còn có lý nha. Kìa, cá lóc kìa. Cá lóc kìa. Kìa, lú lên luôn kìa. Từ từ anh Trọng ơi, vô mánh rồi. Đậm đặc rồi. Nay đậm đặc rồi. Từ từ. Gạt nó lên cái này kìa ơi. Mày hả bưởi? Cái lóc bự. Ô cũng nhiều. Vừa nhé, vừa ăn cả mấy con kia ha. Phá mồi ta hả? Hồi hôm sảy nuốt lưỡi luôn kìa. Vô luôn đi. Tới đồ bún lèo luôn. Tới đồ bún luôn hả anh Trọng? Ai chứ anh Trọng hồi lên cá chê. Cá chê à? Trọng phái cá chê. Đúng rồi, cá chê đó mà thịt nó dẻo lắm. Cá chê hầm anh Sang uống mềm. Ký mấy cân rồi hả? Mềm mà. Quá ú. Cá chê đó 1 ký 2 50. Ký 250.
Ủa cái gì nó lôi ra ngoài đúng rồi nè. Còn không có cái lóc không cho đâu, chỗ cái này đâu cho. Cái có rồi kìa. Ủa cái gì vậy? Lóc con nhít. Còn mồi. Còn mồi nó dính vô cái cọng rau muống kìa. Nước trôi quá. Nước trôi cái gì? Trả lỗ mồi không có uổng vậy. Nó bả nó chảy qua mạnh quá. Rồi. Hôm dính cá lóc rồi nghỉ dính luôn. Hôm lôi nít chai vô. Dạ nghỉ lâu vậy. Một con cá lóc. Vườn bữa nay được con nữa ha. Ừ. Vô đổ thành quả quay cả nhà xem mình nướng thịt nóng bún nước lèo cũng lâu rồi mấy anh em mình không có làm món này. Đây thành quả cũng dạ. Cá chê ký 250 hả? Nó ú mà nè. Mấy cái này mà ăn béo dữ lắm nè. Nay được 4 cá lóc với cá chê nha cả nhà. Giờ anh em mình sẽ mời cái số cá này. Hai con lươn. Hai con lươn nè. Để mình nấu nồi bún nước lèo luôn cả nhà ơi. Anh em mình cá cắm câu nè cả nhà. Con cá chê, 4 cá lóc, hai con lươn. Hai con lươn để lại nha cả nhà. Thì hôm nay mình quyết định nấu bún nước lèo. Có hai cái dừa và thịt bằm, mắm và rau ăn kèm và ngải bún nha cả nhà. Rồi sau đó có một ký rưỡi thịt ba gọi. Danh đang quay cổ ở trong lò nướng điện nha cả nhà. Anh em bắt đầu làm. Cái thèm thái kìa. Đây là thịt ba gọi. Anh em mình sẽ nấu bún nước lèo. Hôm nay thì Danh quay bằng cái nồi điện nha cả nhà. Giống như mình quay khổ vậy. Ký gửi. Mắm này thì bữa nay mình nấu bún nước lèo. Mình nấu cũng hơi nhiều cho nên mình mua thứ 20.000 nha cả nhà. Mắm linh với mắm sạch. Đây thì anh em mình không có mắm mùa hốc. Nên mình nấu cái mắm này. Sáng thử cái này thấy đói bụng nữa rồi. Thơm. Mà mùi mắm với mùi bần ngộ ha. Dạo lên cái này nó đói bụng mà. Năm nay bộ cá linh trúng mùa quá. Cái này nó tới 1 triệu nè. Nào. Một con cá mà một dĩa. Ồ oh, cá chê anh Trọng anh thấy nè cả nhà. Dĩa luôn ha. Lên. Cái vàng ngon. Cá chê ngốc. Chè ngốc. Mập. Cá linh trúng mùa này anh. Bươi bươi. Mình nấu nước lèo mình bỏ ngã bún vô nó mới ngon nha cả nhà. Thì ngã bún nấu vô bỏ vô này nó có mùi thơm thơm như vậy anh. Ừ, nó dậy mùi mắm thôi. Nấu bún nước lèo là phải có ngã bún mới ngon. Đậm. Đậm. Đấy, bây giờ nhiều người ta cũng phát triển cái bún cái ngã bún này nè nha. Đúng rồi. Chồng ta bán á. Bán cho những cái quán mà nấu bún nước lèo á. Ký cũng mắc lắm à. Một ký 35.000 á. Thấy gì bây giờ ở đây người ta trồng cũng nhiều lắm á. Em thấy người ta trồng nhá. Ừ. Giờ bắt đầu lượt mắm ngay cả nhà.
cũng được, mình bỏ vô luôn cũng được nha cả nhà. Tại vì ngày bún này mình ăn được. Giờ mình bỏ xả vô nha cả nhà. Xả cộng. Đập dập. Giờ mình nêm nồi mắm nha cả nhà. Thì mắm nó mặn nên mình không có nêm đường. Ủa không có nêm muối. Mình nêm đường cho 2 muỗng đường. 1 muỗng nước ngọt. Giờ mình thả cá vô nha cả nhà. Cá cho cá nó chín rồi, anh em mình sẽ nhắc xuống ăn bún nước bèo buổi sáng nha cả nhà. Còn 1 ký không nhỉ? Cũng chèm chèm ký. Đây cái cá gâu gâu rồi. Bây giờ mình vớt bọt mình nhắc xuống nha. Đợi thịt chín mình có thể bắt lên ăn này. Cá chín này đúng không? Cá chín này. Nào cho nó gáo cái lớp da đi, da nó tôm mỡ dữ lắm cả nhà. Sau đó mình sẽ đâm và mình quét chanh với muối lên. Nó xì mỡ rồi ha. Lao lại nguội nữa cho nó khô. Cái mình quét chanh pha với muối quét lên là nó giòn. Cái này em sẽ chỉnh 30 phút rồi. Chỉnh như vậy thôi cả nhà, khi nào mình thấy vàng thì mình tự chở ha. Cái nhiệt độ mình cho nó hết da luôn là 250 độ C. Bây giờ mình khui cái nồi, khui cái lò thịt nướng rồi chứ. Wow, già như cốm vậy ha. Cái đầu gấp anh Trọng, có cái cây gấp không? Ngon chưa? Nè nó không có bị khô nè. Mỡ. Tại cái lò này mà mình nướng sườn không ngon nha. Cái lò này nướng sườn thì nó khô nó cứng ngắt luôn á. Có nướng ba gọi nè thì nó ngon nè. Vô xẻ liền. Đây là cái xẻ rau sống để anh em mình ăn bún với bún nước lèo nha cả nhà. Có bắp chuối, giá và hống cây, hống nhủi. Heo quay, heo quay. Cá chê phi lê à. Đi. Cá lóc. Ba con. Chanh ớt anh em mình muốn nước bèo rồi chấm với muối ớt. Thả cá vô cả nhà. Thả cá nó chín. Đầu chan ăn khâu này là khâu đói bụng mà khâu quan trọng nhất phải không? Biết. Cảm ơn con. Cặp nữa thôi em. Cặp nữa đi anh. Cảm ơn em. Này phiên bản miệt vườn nha cả nhà.
cá lóc cá chê có đủ. Nhập nước. Mình cắm câu có chi mình dùng chi. Cá chê ít rồi nha. Cái năng cá lóc à? Cảm năng cá lóc. Để ít rồi. Cấp cấp thì quay vô. Tại vì không phụ lòng, vừa cá chê vừa cá lóc. Rồi được rồi. Rồi rồi 6 miếng. Thôi năm được anh, anh em mình điều. Anh mạnh đi. Nè lại dễ cá lóc ăn đi. Đây đây đây. Có chi gian nhé. Con mở thịt vô nước chan. Vô. Ừ. Ừ. Khá đi. Em ớt không? Em chút hả ơi. Em ít đi. Anh chanh vô đi. Mà anh Trầm ăn, ăn đồ nóng mà phải ớt à, nhiều à. Mà ăn đồ nguội anh Trầm ăn không chịu ăn ớt. Ớt à, vô à. Muối ớt ha. Muối ớt. Giờ miếng ớt có bún ha. Cái này để cái hàm dưới con cá chê lên cái nữa ha. Bích luôn. Ăn ba cái đám cưới à. Ăn bằng cái hầm dưới cá chê. Mời cả nhà ăn bún nước lèo với anh em nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha. Nay thì mình có rủ sang lên chủ hầm ốc á cả nhà. Thì bận bán rồi nên không có lên với anh em. Anh em mình sẽ chừa một con cá lóc lại để bỏ vô bọc nó đem xuống cho sang. Thì giờ anh em mình nhập tiệc cái coi. Vô anh ơi. Vô. Vô. Bún nước lèo phiên bản miệt vườn nha cả nhà. Cắm câu gì được mấy. Lâu lâu ăn là bún nước lèo ngon á chồng. Cái bên đây. Cái lá nó vừa không? Đã không? Đúng nha. Vô miếng bún kìa. Quá tuyệt rồi cho anh ơi. Thôi là bữa nay em xuống núi rồi thôi gác máy. Quay quay hỏi chảy vô cái nồi lẩu này chết luôn. Này mà danh không xuống núi giờ nghe. Quá ngon rồi. Làm thêm đũa nữa coi. Chẳng có chê. Mềm quá. Mềm không? Mềm cái mềm không dây. Ngon thế. Ngon. Cá chê hàm ốc. Cá chê nó ú. Cá chê nãy nó ăn ốc anh ơi. Không. Đúng là cá chê cá chê này mập dữ thiệt danh, dùm cái da nó như có mỡ luôn nè danh. Quá ngon bùi phim này. Đâu kìa, cái da như là cá chê chê mà người ta nuôi vậy nè, thấy không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nha. Mở này nè. Mở. Quết cái nè. Dạ. Sao kìa? Đúng rồi, nó béo cho anh ơi. Nghe anh nói thấy thấy hèm quá, em thử miếng cá chê đi. Quá tuyệt rồi. Cá chê này đúng là thịt nó mềm mà nó ngon. Da heo ngon. Đúng nó rồi, béo anh ơi. Cái da cá chê này nó béo sợ luôn nha. Như không giống như cá chê mà mình bắt ngoài vườn luôn, nó dai. Tại cá chê này nó đủ mồi á. Cá nhai kìa. Không đã. Không ngờ mình thu hụt được cá chê bự anh Tầm. Cá chê cũng không có tính đâu xong luôn rồi chứ. Hầm đó. Hôm đi thăm có con lươn một cả nhà. Sáng làm được con lươn con cá chê thấy mừng nha anh. Thấy vô mánh như này à. Thấy dính cá chê là đủ rồi. Thấy dính cá chê đủ tiền luôn. Đều ngon. Được không? Tự nhiên lại mà thăm cái kiền câu mà kiền câu lôi mất tiêu chứ tính đâu mất nữa vậy anh. Ở nhà hồi nó lộn lên mình thấy đó. Chưa gịch mạnh đó, gịch đi lúc ra ngoài luôn á. Cái chè nó thăm trẻ chút nó chặt sảy. Đứt hàm. Quá gì nó lên thấy cái hàm nó bị lỏng cái lưỡi câu luôn á. Tiếng 250. Ngon quá trời, cái chè mập ha. Mập mà nó mập nhìn cục đoạn kìa. Chè này như chè trắng nha. Không phải chè dừa nó trắng. Trắng chè thì chè trắng. Lúc mà giật lên á, anh Trầm kêu ghị lên, đâu dám ghị đâu. Nó vừa thẳng cái buông xuống, đâu có dám làm gấp. Siết nó cái mạnh nó dễ đi luôn. Còn mạnh nó đi luôn.
Nó mạnh lắm á. Ừ. Mất công mà ở đây mình tích anh. Ừ. Anh Trọng là phải vậy nè. Ừ. Cảm ơn cô. Anh Trọng anh thích ăn cái đầu con cá chê nha cả nhà. Thấy nhiều bạn cũng hiểu. Anh Trọng nhớ gặp xương người tía nữa. Hả? Đó không đổi à? Nè, không đổi hả? Đổi cá lóc không đổi. Vô cá chê cái Trọng. Đưa trước, đưa trước, đưa trước. Cảm ơn anh Trọng. Chút cốt cũng ớt nè. Ăn như cá ngát gì. Giống giống nó giống cá ngát thiệt á. Béo. Mình thì quết cái này nha cả nhà. Ruột phải không? Ừ. Ừ. Đắng đắng. Sao? Cá lóc. Đúng là cá lóc đồng nó ngon. Ừ. Có cái mặt đắng đắng à, cái ruột nó giòn giòn á. Em không tức gì tức cái lẩu mọi. Hôm sảy sáng nay sảy luôn vô trong nó dễ quá trời dễ để dừa với con lươn nó chưa có nước lưỡi á. Ừ. Con lươn mình nuốt lưỡi rồi nó móc cũng chịu không nổi đâu. Hôm dính bàn cá lóc mình sáng dính con một hết nhanh. Ừ. Nghe cần hôm khịa sảy. Ừ. Hôm sảy lươn sáng nay dính cá lóc. Ừ. Nè, hồi nãy nhỏ đi đó ai bắt cá lóc là bắt à, anh phải bắt cá chê. Thích ăn cá chê nhỏ lớn hả? Ừ. Tía là phái là cá chê với cá ngát. Ừ. Mà chính hiệu của tía. Không ra không phái bằng con cá ngát. Cái gì cũng gọi là ngon. Rồi. Mình ra không phái bằng cá ngát. Ừ. Anh Trầm mày phái con lao nha. Hôm anh con gì cũng phái nhí à. Hai con đó nói không phái rồi không ai tin đâu. Con nào cũng ngon. Ừ. Con nào cũng ngon. Con lao nó béo là nó béo hơn con cá ngát. Nó béo mà nó có vị thơm. Cái độ béo của nó là hơn con cá ngát dữ lắm. Bố anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.